Đấy, ông chơi gì nào? Có con ông còn chơi triệu hồi không? Để tôi còn tránh. Đã chơi triệu hồi không? Ừ. Nào. Tôi sẽ chơi pháp sư. Pháp sư à? Đấy, thế tôi chơi triệu hồi cho ông xem. Mở để biết chơi. Bóng tối là cái gì? Ý, sư mẹ là tiền mà. Cứ đái vãi. À khoan. À hai con này đúng một vàng. Rồi. Vứt vào. Nước mắt thôi đi mẹ như cứt anh tự nhiên lại con hướng lên mãnh thú này mới con lên lên không. Lại tiền ạ. À đâu. Ui, ra hai con đấy rồi. Hai con Neko à. Cái này đồ mình ra kiểu đéo gì ấy nhở. Nó không phải là tệ nhưng mà nó dở dở ứng ương vãi. Thôi tầm này có khi là đéo cuồng chiến cùng chủng với nữa rồi. À đéo triệu hùng ơi. À, vẫn triệu hồi được mà. Được không nhỉ? Mãnh thú triệu. Mẹ lại chơi kiểu mẹ na sốt ráp máu ạ. Khốn nạn thế. Bài cũng đi đúng lại. Na sốt ráp máu. Lần đầu game na sốt ráp máu rồi bá quá. Thôi không chơi triệu hồi nữa. Chịt mẹ của bà la. Cóc mo này chẳng lẽ là cóc mo lừa. Chẳng lẽ lại là cóc mo lừa.
Nhưng mày đâu biết kiếm đi. Để hết kiếm. Nước. Hộ vệ tầm này. Mạch mẹ này. Pháp sư ở đâu? Đã bốn pháp sư rồi. Rồi mình toàn rồi đấy. Mình toàn rồi đấy. Đau quá. Mà chứ gì đã bốn pháp sư, cộng gì? 50% tỷ lệ triệu hồi à dùng hai phép liên tiếp. Vừa la mà có bốn pháp sư căng lắm, vừa la bốn pháp sư mà còn hệ nước nó vào mẹ nó bích kích. Nó dùng chiêu móc nhanh luôn. Đồ mình trận này còn như shit. Đéo gì thế này trời ơi. Đi. Ông tính lấy gì mà đi? Bao luôn. Đặt cái loa âm đi chứ mày. Ma vũ này. Ma vũ hiện hợp lý chứ. Một cái ma vũ đi. Cho được bắn á. hợp lý. Giờ tiền mua thêm cần rét. Đéo vì một team này cũng xúc cái này. Đéo bắn nó đéo mất máu rồi này. Đéo chơi team rừng ạ. Đéo chơi team nó hồi máu vãi đáy vậy. Chơi team rừng ấy cả. Tự nhiên đéo hiểu. Còn thêm cả hai con loài cấp 2 con trâu đéo chịu được. Chào chứ. Đồ mình trận này đéo đổ ra hai cái này tiền ạ. Đồ ơi, mình ra kiểu này thì mình giết ta rồi. Đập cuồng chiến, đập tầm này chưa có tác dụng đeo gì cả. Mà nó lại chói rồi. Đi, đi, đi. Bóng tối cuồng chiến này.
50% sát thương cộng thêm cũng kinh phết nhỉ. Trận này mình chơi gần như đúng lại cái team mà hồi trước mình top 1. Alo. Nếu vô đạt mãi không sao, anh vào game rồi thì mình lại vào đây ạ. À. Vô game gì? Anh vào game rồi hỏi mày thấy giờ. Không thấy mày đâu. Đéo hiểu. Thôi chắc đéo chơi hộ vệ đâu, bỏ hộ vệ thôi. Tích tiền lên cấp. Vứt cái này không ngon lắm. Ôi, gặp ai này? Mẹ này gặp team rừng này. Team lửa ạ. Ôi. Đi nhé. Vẫn chưa ra được những con nào mình cần. Thực ra thì hộ vệ ngon hơn đấy. Nhưng mà hộ vệ mấy con này thì mình không còn lắm. Hộ vệ cấp cao cơ, hộ vệ này cho ăn thua. Đây này. Hộ vệ này mới là ngon đây này. Nhưng mà hiện tại chưa nhét vào đâu được. Ờ vãi cả gặp anh kém lên ao ạ. Trời ơi, bài ông ấy kinh đi kia thì mình đỡ thế đéo nào được. Đéo làm gì luôn ạ. Đi sao thế. Rồi chọn đây. Không có chọn được con gì tạo hồn không.
Mẹ toàn ra mấy cái đéo gì. Bỏ hai cái bóng tối ra cho hai con hộ vệ vào. Cho ngoài đây. Thấy bê tắc, không thể quy người đâu. Mở hết game, chúng ta cố đơn giản. Bóng tối có những con gì? Màn cả hai, toàn mấy con linh tai tinh ở hiệp này. Đây đâu hiệp? Đừng giết tôi. Hiệp ơi. Mẹ. Mẹ còn có con triệu hồi ấy chứ. Vãi con này lên cả cấp 2 này. Như này đi. Nếu mà hai công thủ thì mình ăn lấy con này. Ok, này hợp lý hơn đấy. Ui đi, con mẹ nó dồn đam chết luôn đấy mình ạ. Ôi, trời ơi, nó mạnh quá. Mạnh thế này thì đỡ thế nào, hai cái con Neko này. Đéo thấy mặt mũi quan mặt lời đâu ở đây toàn rồi. Không thấy mặt mũi ở con. Không thấy mặt mũi ở con Trick đâu. Này thì đỡ sao? Còn cái đéo gì nè, trời ơi. Đi mẹ, đồ ơi, mày ra cái gì ý nghĩa đi. Mo cái này biết là toàn đến lúc nào rồi đấy. Bây giờ phải dồn đồ cốc mo này khó không. Nếu có đàm không có thấu quýt cô lát kinh quá.
con thằng Wick đâu. Thì con mẹ nhất định nó không thấy mặt mũi nó đâu ạ. À. Thực ra thì dồn đồ cho con cóc mo này thì cũng được thôi. Nó cũng không phải là yếu. Nhưng mà nó hơi phí. Mình muốn dồn đồ cho Twitch hơn. Mà Twitch thì đéo thấy đâu. Ở đây rồi, nó đây rồi. Nhưng mà đéo có cái gì để vứt nó vào cả. À đấy. Góc đây. Mà chưa tôi người làm gì được à? Phải phòng kiếm cầm đéo gì thế này. Rồi ra sau lên cấp. Để nếu ra này sống được. Có mẹ bây giờ cả đấy thôi lấy cái con A xe này vậy à, mình muốn lấy cái cung quan mà bây giờ lấy cái cung này thì nó sẽ đập một con Mundo trời ơi như thế thì phí quá rồi bỏ đi lấy con A xe cho A xe 2 đi cần thiết hơn. Ôi, Twitch 2 ngon quá. Ủa tự đâu có đồ cho nó rồi. Giờ mới có lên là cấp không nhỉ. Thôi liều pha này thôi. Chết thì thôi. Chết thì tại số đen thôi. Chứ mình sợ đéo đủ lên cấp. Ngồi tính mệt lắm. 50 thứ 4 là 46, 46. 46 là 12. À 11. 11 nó 12, 12 mới đủ. Đến 12 dần. 12 dần sợ 50 vàng này là khá đủ. Các bài ông này trâu thế. Ôi ôi, vẫn thua rồi. Ôi, vẫn thua ông Hiệp rồi, bài ông trâu quá. Mẹ. Trâu quá. Hiệp ơi, đi mẹ, đi, mày thế chưa thua, tí nữa thì chết ạ. Khổ vai đai. Đây rồi, có độc bây giờ. Thơ Wick nè, kéo tầm này lại ra theo Thơ Wick. Chắc thôi, tàu Wick thôi. Tàu Wick không bạc đâu. Phòng kiếm. Nếu có làm đây được gì không? Vì cô mẹ Mana Hao rồi. Ôi. Thôi anh Mana Hao ơi. Đâu sắp sư đi cây. Ôi đồ mày quá. Dạp ơi. Đợi đấy, tôi đến đây. Từng đây máu liệu có lật được kèo. I'm coming for you. Lại ra thử phích tiếp này. Ví dụ mình để mua bằng được con Thu Bích 3.
Con ăn. Tôi ra một phát hai con rét ạ. Ôi shit, con mẹ tao không cần wick thì nó ra lắm thế. Mẹ bây giờ cần một con mũ đồ con ấy rồi mà đéo thấy nó ra, nó có ra wick này. Đéo đỡ được. Lúc cần thì đéo thấy mặt mũi ấy đâu. Chỉ đến thế mà thôi. Ôi một con wick nữa. Mấy cả một con mũ đồ nữa mà không thấy nó ra. Tiền mà. Đồ thì đéo thấy đâu. Đi quật đoàn đồ thì thay rồi. Tôi quy luôn rồi đấy. Tôi đéo hiểu nó ra một đống áo choàng. Nhìn bên bài tôi là một tấn áo choàng này. Mạnh ơi. Phật mẹ áo choàng con này. Mạnh ơi. Cái gì? 3 cần lắc. Thôi kìa, khoan đã cái đồ em chứ em. Mạnh ơi. Ngang tay mẹ áo choàng. Mạnh ơi. Cái gì? Cho vào ba xe. Ba xe. Thế gì đang đánh nhau? Tí nữa từ từ. Cô đỏ đi. Thì con mẹ. Đến nước mày ở đây rồi. Giờ này thì con lột này mới chịu chui mặt ra. Nó cái mặt cỏ hó ra. Thế đéo là đi nhờ pháp sư của tôi bị tím tím là thế đéo là bị chưa bị độc độc làm ấy rồi. Tôi cắm bách rồi, lần này tôi cắm bách thật sự rồi. Chùa vào ba xếp mạnh ơi. Đang chơi chưa ra được ra rồi đi. Bảo hiệp không ngon online. Lần này tôi cắm bách thật sự rồi. Vào ba xếp mạnh ơi, nhanh lên. Không vào con bác rồi thì cho được. Vào ba xếp đang đi. Đang ấy, không phải bảo ông Hiệp live stream đâu, ông Hiệp out rồi này. Ông Hiệp ở đâu, ông Hiệp đâu. Ông Hiệp đang top 1 ạ. Nhanh lên, vào đi. Không kịp rồi, đã không out được, khổ vãi. Ăn tam vào một tí thôi mà cũng... Không, tam tắc nó đơ máy, khổ vãi rồi. Trận nó đang thế, trận đang quan trọng, sắp top 1 rồi. Đang vào đánh nhau thì mẹ ông có làm được đéo gì đâu. Khổ, nó đơ máy. Bật cái quay lên là vào phát xét nó đơ máy, ao ăn tắp nó đơ máy luôn. Lâu là đi mua học thế. Giờ tôi thật là bài nó mạnh vãi đái luôn rồi, thật. Bảo ông Hiệp ấy, ông Hiệp ơi. Hiệp ơi. Hiệp tắt mic mẹ rồi. Hiệp ơi. Không ông đau. Ôi trời. Nào rồi. Bật live stream cho xem. Live stream rồi kìa. Đấy, vào live stream rồi xem. Cái gì đây? Cho tôi vào cái xét. Ba xét cái đéo gì? Ba lìn. Cút nhẹ. Ông Nghiệp cho tôi vào ba xét nha. Đéo hiểu chuột của bên tôi nó ra một đàn chuột không? Không biết bao nhiêu con chuột này. Nghiệp cho tôi vào ba xét đi, nói như thế. Nghiệp ơi. Ba xét cái đéo gì? Livestream em xem đi. Trừ hoa nó tàn mẹ rồi. Bài này là bài hai hộ vệ, hai nhạc ngọc, ơi, hai xạ thủ, ba một giả kim, nhạc một độc, ba độc, ba mạnh thủ. Mundo không hóa. Ui, màn phai đéo được hút rồi. Có gì đấy không đúng ở trong cái bài này rồi. Chưa màn phai đéo được hút. Chết tôi. Đi các mẹ đừng bảo thua nhá. Ôi trời ơi mày quá. Đấy. Ui, man phai đéo được hút mà tưởng toang rồi. Cứ tưởng là toang. Ta sẽ đi. Ơi Đéo có phù thủy để mà lấy luôn. Đi. Cái gì? Được, ôi tính ra cái con hậu vệ là ngon hơn này. Ôi lỗi quá, đáng mình lấy con này. À, đáng mình lấy con ta thích. Nhưng mà ta thích cầm đồ thì cực đấy. Thôi kệ đi không sao. Bà xét cái đéo không xem trên ta chip đi. Xem đéo được, tôi muốn điều khiển. Điều khiển lên này. À bà xét, không cho không ai cho ông điều khiển đâu. Có chuột mà, cho tôi chơi với. Đéo, đéo. Đợi đi. Đẹp. Thật là khó tin nhưng mà đây là sự thật.
Có một cái sự thật khó tin là cái con mặt lờ. Con mặt lờ này của tôi vẫn cấp con mặt lờ này của tôi vẫn cấp 1 rồi. Shadow, em ngủ thân tôi mới lên rồi. Con Scanner vẫn cấp 1 rồi. Đéo like chứ xem cửa đéo. Ôi dồi ôi, nó còn đạt Rick cấp 2 đến đít thế này này. Cuộc sống mà. Chả đi live stream ra chủ đi. Dạ mày, anh còn đang sắp toang này. Anh toang thì toang gì mày không giết, mày không giết, mày không giết chuột, mày không giết chuột mày toang rồi. Chỉ còn mày à, toang. Kéo thắng ra này. Ui dồi hiệp. Nhìn sức mạnh combo chưa? Combo 3 đồ chưa? Con hát xe thì nó ra lắm, mình cần một con bộ cạp thôi, thật đấy. Chỉ cứ ước đơn giản là một con bộ cạp thôi. Mà nó không ra này. Đéo kiểu luôn. Bộ cạp thì chúng tôi đây. Trời ơi. Một con bộ cạp thôi mà nó không ra này. Cay chưa? Có thể vứt vào đây là bị mất mày ăn mãnh thú. Mà vứt vào đây thì con này hai nó cũng đang ngon quá. Kiểu gì vẫn phải giữ bộ cam này, phải giữ mãnh thú. Không mãnh thú thì có mò yếu lắm. Bài cho mạnh vãi đái. Đi còn mày ạ, đi thắng được ai? Ông đạo chơi bài gì mà đều thắng được ai? Bác sư. Đâu? Bài Vala tầm này Vala 3 chưa? Ui lắc này. Tôi ra lắc này. Candy lắc này. Candy lắc đây nhưng mà nhưng mà đéo vứt vào đâu được. Đám của mình có thêm 2 slot nữa, mình vứt thêm 2 con này vào thành 4 thôi mà thôi, cũng không được gì cả. Không để làm gì hết. Cọc mò hoa tầm này, trick tầm này. Nhau ra được. Rồi lắc biến mẹ lắc đi. Ui Taric đéo hiểu rồi. Từ đấy mình mua Taric rồi, mình có Taric 2 rồi đấy. Mẹ, con cá, con cạp thì đéo thấy mặt mũi ở đâu. Sát thương đòn đánh. Thế thôi vất cho sở in sinh vậy. Anh Mr. Sinh vậy. Chuột ba đến nơi rồi. Liệu có chuột ba không? Đéo ra chuột ba rồi. Phát cuối. Đéo có. Tiếc thế nhở. Chuột ba đéo có. Năm con ấy cũng đéo lên được 2 này. Đéo có chuột ba rồi. Con bỏ cạp nếu lên được 2. Tới một con nữa là chuột 3 này. Chuột 3 chắc nó bắn cả thế giới mất. Ồ đây bài ông hiệp đấy. À bài ông đạo đây. Bài ông đạo mạnh mà. Sao mà ấy nhỉ. Cố gắng lên đừng chết. Ừ, toàn luôn thắt này rồi. Bye bye đạo vậy. Bài đâu về cuối mạnh quá. Top 4 ạ. Bài độc mãnh thú độc ghê quá. Mãnh thú độc xạ thủ. Ông Hiệp không có tâm 1. Đâu đỡ được. Hiệp tuổi thì tâm 1. Thì mẹ thở ra đúc tổng môn đô. Đâu thêm được nữa thì phải là thắng được không? Đi. Đi đéo có này. Đi đéo có này, con bọ cạp với con chuột nó chạy đi đâu hết rồi. Bọn mày đâu rồi? Ra đây là tao cần tim. Thật đấy, chuột ba chắc nó bắn rồi thì tan hoang mất. Tan hoang cửa nhà mất. Mỗi tụi đéo có.
Ôi dồi ôi, thằng này kinh quá. Độ 3 xạ thủ, bắn chết mẹ của nó. Bắn chết mẹ của nó, chuột ghẻ mà tôi đúng cái chỗ xịn ạ. Chuột ghẻ mà tôi đúng cái chỗ xịn ạ. Tôi hiểu ông Hiệp không toan mẹ. Hiệp toan đâu? Hiệp bị đánh thua con đẹp. Chuột 3 rồi. Phải. Trời ơi. SKTT toang. À chuột 3. Chuột 3 đi rồi. Ôi giời, con cả bọ cạp bây giờ nó mới chịu xuất hiện, đéo hiểu. Con bọ cạp lên thì bây giờ mới chịu xuất hiện. Ôi giời, gặp ngay ông Hiệp ạ. Ông Hiệp thì hơi khó. Trận đấu sinh tử. Jamai win đây. Ông Hiệp thua rồi. Dù chuột nó bắn một phát. Thủ nửa cây máu ạ. Thôi Hiệp toang rồi. Này thì Hiệp để... Trời ơi. Thôi rồi, ông Hiệp mà không chết là không sẽ được top 2 ấy. Bởi vì trận sau tôi gặp thằng kia tôi tiết nó. Nhớ cho tôi vào đít à, quên. Ông Hiệp kiểu đéo thì chả gặp bóng mà. Tôi còn được bun lấy trước đó chứ. Bị cả mẹ chó chết nhá. Mày được đấy, mày nhớ tao. Nhớ sao không bắt. Ông Hiệp lấy đi, tôi cho ông lấy đây. Lấy đi tùy ông, thôi lấy cái này. Rồi xong. Đủ bài. Cho tôi vào đủ bài rồi thì cho tôi vào. Khủng mãi liền. Nó bảo không ra được mà. Ba máu comeback này, đoạn này tôi ba máu comeback này. Ông xem trên livestream đi. Có cứt livestream. Ông Hiệp livestream đây. Điều. Định làm đéo ông Hiệp không ra chưa ạ? Hiệp theo này mà. Tôi đang quay đéo ao được. Cái game lìn này nó kiểu thế, đang quay mà ao ra là nó đứng mẹ luôn. Đơ máy luôn. Tôi đừng quay nữa. Hôm nay 3 máu comeback thế này. Top 1 thế này. Thằng này tuổi gì? Ôi trời, gặp ngay cái bóng ạ. À. Ông Hiệp lại gặp thằng kia. Toàn ông Hiệp rồi. Toàn ông Hiệp rồi. Gai đéo. Hiệp toàn không? Hiệp chơi không? Lại trong đi con. Ôi Hiệp ơi, đi. Ông đen quá. Ông lại gặp nó trước ạ. Hiệp gà quá. Điện thoại xem bằng tin này. Tôi bây giờ tôi còn không biết là tôn để làm gì đây. Mình đéo xem stream trên đấy. Xem bằng Discord mà. Ừ, xem làm sao được. Sao không xem được. Anh đang được xem rồi. Stream đây. Em chưa cập nhật. Trận chiến sinh tử rồi. Đang cập nhật. Nhật đéo nữa. Phải đại đéo. Vừa cập nhật, vừa cập nhật, vừa dùng dạ. Discord rồi mà. Trận chiến sinh tử. Xong mẹ game. End game. Mày nhờ mày mạnh toang rồi. Trời ơi, ô vẫn toang thật thôi. Đi bẹp thằng Tasu nó chém đâu quá. Thằng Tasu nó vòng nó sau nó chém vào đâu thật đấy. Đi tung vào thôi. Đi. Con mẹ ơi trời. Con cóc bò bị thằng Tasu dồn phát chết luôn này. Mẹ, như xịt. Xóa game.